có nên giải thích Tiểu Ngọc Phi Thiên tội nghe tưởng Tiểu Lý Phi Đao. Trời, Tiểu Ngọc Phi Thiên, Tiểu Ngọc Phi Thiên có nghĩa là viên ngọc nhỏ nhỏ bắn lên trời, có nghĩa là con nào nó dùng cái vàng má, nó bỏ cái viên ngọc nhỏ nhỏ nó vô cái vàng má, nó bắn lên trời tặng cái Tiểu Ngọc Phi Thiên, nghe giống như là Tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Quang. Ok, để coi coi Tiểu Ngọc Phi Thiên nói gì đây. Có nên giải thích và thuyết phục cho bạn trai biết là không nên quan hệ trước Phô Cơ Lơ không anh Tuấn? Trời ơi, giải thích để làm gì? Giống như vậy nè, em năn nỉ anh đừng quan hệ để mà anh yêu em, nhưng mà tại vì em không đủ sức từ chối cho nên em dùng bài học để tư vấn cho anh. Em ơi, cái đó nó giống như là em sợ mất một người đàn ông và tôi cố gắng cho anh ta đừng bỏ em, tại vì em từ chối quan hệ tình dục, nhưng mà em sợ từ chối anh bỏ em cho nên em dùng lớp học để giải thích. Tại sao phải thuyết phục? Cái đó là mặc định, cái đó là giá trị mà. Rồi tiếp tục nè, không nên quan hệ chứ mà. Và có nên ghi lộ trình phô quân lớp lên nhật ký cho bạn trai tự đọc thấy thật khổ. Mà cái này là cái phiên bản không đủ giá trị, anh nói được nhận anh. Nhưng mà phiên bản không đủ giá trị, nhưng mà muốn được cao. Em ơi, nếu như anh ta, nếu như em là giá trị, em không đồng ý và em không đồng ý, chứ không phải là để em giải thích, để anh hiểu, để anh chấp nhận chuyện đó. No, trời ơi, khổ ghê vậy đó. Rồi có nên ghi lộ trình phô lên trên nhật ký cho bạn trai đọc? Trời ơi, làm ơn giùm cái. Khi em viết ra ba cái đó, anh ta nói, nhỏ này nó giả bộ. Đặt viết viết ra cho mình đọc. Trời ơi, em ơi, khổ quá. Em ơi, đừng có là như vậy. Nếu giá trị em là không chấp nhận quan hệ tình dục, trước khi anh ta tới cảm giác đó là mình không chấp nhận, em làm cách gì theo cái những cái gọi là ở đây nó là thao túng, là thấy chưa, các bạn có nhìn thấy ở đây là một những cái hành động có tính thao túng không? Tức là sao biết không? Tức là dùng lực để ép người ta làm theo cái sự mong đợi của mình, chứ mình không thực sự đạt ở mức đó. Nó giống như là trong mấy cái phim mà đừng giận anh nha, nhưng mà anh tả mấy cái phim để cho em hiểu được cái ý đó này. Nó giống như là một cái trong một cái phim mà có một người nào đó bán một cái gì đó nhưng mà thực sự không tới cái giá đó, nhưng mà muốn cho người ta đồng ý trả một cái giá rất là cao, cho nên tìm cách thao túng đằng sau lưng là giả bộ đồ tin giả, hay là kêu là nó cho những cái tin đồ thất thiệt để cho cái người này nghỉ trụ, cái nhà này cao giá quá, mua đi lời quá, cái kiểu vậy đó. Cho nên là mình không có nên là như vậy. Nếu như em không đồng ý quan hệ tình dục tại vì anh ta chưa xứng đáng, anh ta chưa tới trạng thái đó, thì em không đồng ý, chứ không cần thuyết phục cái gì cả. Khi em thuyết phục có nghĩa là sao? Đổ mẹ rồi mà sợ mất mối quan hệ, và người đó người ta cảm nhận ngay. Thứ hai là ghi lộ trình lên nhật ký. Em ơi, khi em ghi cái đó anh ta biết ngay cái ý của em, và ở khi anh ta đọc cái đó là anh ta tù cảm giác luôn, là anh ta biết không tới, hét cho cao, không có nên là như vậy. Cái phiên bản chứ không phải là viết ra tôi có giá trị thế này, tôi có giá trị thế kia. Em ơi, em không cần viết ra mà thuyết phục cái gì cả. Em là sao, người ta sẽ cảm nhận là vậy. Và cho dù em có viết ra em thuyết phục gì, thì em là sao, em vẫn là vậy. Và người đàn ông luôn nhận chính xác ra được cái giá trị của em. Tức là nếu như em là phiên bản đó, em thuyết phục cách A, giải thích cách B, hay em làm gì, anh ta cũng vẫn nhận ra em là như vậy. Tại vì cái phiên bản của mình không thể giấu được. Nó qua hành xử, nó qua tương tác, em giấu cũng được một hai lần thôi, không giấu mãi được. Mà một cái phiên bản người ta đến với mình, bây giờ em giấu gì? Mình thực ra là không muốn giấu, mình chỉ là như vậy thôi. Tại sao? Bây giờ anh giả sử em đóng kịch giỏi đi, em giấu được như vậy, và anh ta đến với em, sau một thời gian anh ta nhận ra không có, anh ta tụt, anh ta vẫn ra đi. Tại vì phiên bản không tới thì người ta sẽ có cảm giác tụt, khi người ta phát hiện ra tại em giấu không được. Và khi anh ta tụt ra đi phải đau hơn không? Cho nên thôi phiên bản mình sao, mình cứ là vậy. Và về mặt chất nó vẫn là vậy, chỉ có cái gồng được bao lâu thôi. Nhưng mà con cái là để được hạnh phúc thì mình làm sao mình làm vậy, nhưng mình là giá trị cao, và khi mình là vậy thì là mình thể hiện ra giá trị cao đó, hiểu không? Tức là một cái gì đó chất lượng, nó sao nó là vậy, người ta vẫn sẽ thấy giá trị cao. Còn cái giá trị thấp thì mình làm sao nó cũng là vậy, là nó là giá trị thấp. Bây giờ giá trị thấp có gồng giả bộ giá trị cao được bao lâu, và cái tổn thương sẽ lớn hơn khi người ta nhận ra à, hồi trước bị lừa, hiểu không? Cho nên không có cần làm theo cái hướng đó, không có nghĩ ra những cái cách đó được. Tại sao mà nghĩ ra được những cái cách độc chiêu vậy? Cho nên là Tiểu Ngọc Phi Thiên ơi, anh nghĩ chắc em Tiểu Ngọc đừng Phi Thiên nữa, bay lại đi, bay cao quá, nghe hơi xa xôi đó. Ok, không phải em sợ không đủ giá trị, mà em sợ anh ta không biết cách yêu đúng, một mình làm không xong. Em ơi, trong mối quan hệ tình cảm
Người đàn ông người ta đi theo người phụ nữ, người phụ nữ sao thì người đàn ông sẽ chính xác xứng đáng vậy. Cho nên không có khái niệm là đàn ông không biết cách yêu, mà chỉ có khái niệm người phụ nữ tới đâu và chấp nhận và giá trị tới đâu và được cái xứng đáng tới đâu. Cho nên không có khái niệm người đàn ông không biết cách yêu. Người đàn ông chẳng cần biết cách yêu, cái cách yêu của người đàn ông giống nhau tất cả. Là những người phụ nữ nào xứng đáng thì anh ta sẽ tới cái cảm giác yêu và anh ta rung động và anh ta fall in love. Tức là anh ta là cái mà sẽ ở em là người quyết định. Cho nên em không có cần dạy anh ta cách yêu, tại vì cái cách yêu của người đàn ông là theo bản năng, và theo bản năng là rất tốt. Cái cách yêu người đàn ông là sao? Thấy nhỏ nào đẹp thì đeo đuổi. Nhưng mà cái con nhỏ có giá trị mà mình theo đuổi, mình rung động và cái phiên bản có giá trị đó thì mình sẽ tới trạng thái fall in love. Cho nên em không cần dạy người đàn ông cách yêu, tại vì cách yêu đã có sẵn rồi. Và tất cả những người đàn ông đều theo một cái lộ trình đó hết. Cho nên em không cần dạy cách yêu. Khi em dạy cách yêu có nghĩa là em đang muốn thao túng. Và cái quan trọng là người phụ nữ, không cái người phụ nữ mà càng bình an, người ta không cần dạy người đàn ông cách yêu. Tại vì giá trị em cao, em cần gì dạy? Nếu mà anh không xứng đáng thì anh không tới được, chứ cần gì phải dạy anh cách yêu. Hiểu không? Nó giống như là em treo cái nhà 20 tỷ và em nói để tôi dạy anh cái cách trả giá để anh trả 20 tỷ để tôi bán. Em mới éo cần dạy, nếu nhà em tới 20 tỷ người ta sẽ trả cho em 20 tỷ. Chứ không phải là xanh trả có 2 tỷ để em dạy cách trả lên 20 tỷ nhé. Không có khái niệm đó. Hiểu em nói không? Giá trị tới, người ta sẽ tới. Không cần dạy cách yêu. Cách yêu đã có sẵn rồi. Nó giống như là nhà tôi 20 tỷ mà anh trả có 2 tỷ để tôi dạy anh cách trả giá. Và bà dạy sao? Trả 20 tỷ. Ông bà nội, tôi thấy nhiêu tôi trả nhiêu đó. Do đó em không cần dạy đàn ông cách yêu, cách yêu đã có sẵn rồi, mà nên dạy mình cách sống. Ok không? Em quen anh 4 tháng, anh đầu tư tình cảm tiền bạc và đã đưa em về ra mắt gia đình rồi. Cái này tốt, theo em tả đoạn đó là tốt. Bọn em chưa quan hệ, cái đó là tốt luôn. Nhưng có gần gũi bên ngoài, cái đó cũng rất nhiều khả năng là tốt. Tại vì em nói 4 tháng và anh ta đầu tư nhiều và anh ta đã trung thực cái phiên bản rồi, cho nên là việc gần gũi bên ngoài là đang cái hướng là rất tốt rồi. Anh rất tôn trọng em, đó là một cái dấu hiệu tốt nữa. Gần đây chỗ riêng tư anh cũng muốn cầm tay em đặt vào chỗ ấy của anh. Ok, điều đó không có nghĩa là xấu nha. Anh nói rất thích thì em có nên để ảnh làm vậy không ạ? Câu trả lời nè, nếu như cái mức độ đầu tư anh ta là lớn, và ở đây anh thấy có vẻ là lớn, việc anh ta muốn em đặt vào chỗ đó, em có nên để anh ta làm vậy không? Tức là anh ta là người chủ động. Thì anh nói như thế này, trả lời cho em về lượng nha. Tức là việc đó có thể chấp nhận được không? Khả năng là được, anh thấy là được. Nhưng mà về mức độ này, giống như em chụp vô em xoa bóp, nắng bóp, rờ rẫm, sờ sẫm, kéo lên kéo xuống. Ok, thì anh có thể nói ở mức độ này nè, anh ta là người chủ động làm điều đó, và em ở một cái chừng mực hợp lý, em cho anh ta thấy là em cũng công nhận được cái chất lượng mối quan hệ bằng cái việc em đồng ý ở một cái lượng, thời điểm, độ thưa thớt hợp lý. Tức là ở đây là lượng chứ không phải là được hay không. Được, nhưng mà lượng là bao nhiêu để cho nó vẫn là tốt đẹp. Ok ha? Thì khả năng em, thực ra cái mối quan hệ của em nhìn vô toàn đều tốt không? Chúc mừng em. Câu hỏi, câu trả lời của anh cho em là nằm ở mức độ bao nhiêu thôi. Ok ha? Anh ơi, em và ảnh quen nhau 6 năm mà chưa ngỏ lời cưới em. Đây là một cái dấu hiệu là cảm giác yêu đã tuột. Ok ha? Và khả năng rất cao là đã vào quán tính. Cho nên tới đây thôi, còn đi tiếp là như thế nào để coi tiếp. Hiện nay anh đang say nắng một người phụ nữ xấu hơn em. Cô ta xấu hơn em hay đẹp hơn em nó không quan trọng. Cái quan trọng là cái câu này nó xác nhận là tình cảm anh ta dành cho em là hết mạng rồi. Ok ha? Nhưng thú vị và giỏi giang em phải làm sao? Em ơi, bây giờ một mối quan hệ mà nó không còn chất lượng nữa, nó hư rồi, thì bây giờ em phải làm sao? Em phải sống tiếp và nên biết cách sống hạnh phúc. Đừng có để vào một mối quan hệ và bị hư như vậy nữa, có gì đâu. Cho mình kiến thức đi, đơn giản. Bị cái đó mà không học ra được thì mối quan hệ sau nó sẽ kém hơn mối quan hệ trước. Mất 6 năm, mất luôn cả cái phiên bản, mất luôn cả cái niềm tin. Em phải thay đổi nhiều. Cho mình kiến thức hẹn hò đi em, đừng để mất nhiều quá. Em và bạn ấy là bạn học từ cấp 2. Gần đây bạn nam chuyển công việc về Sài Gòn, từ Sài Gòn về quê và tỏ tình với em. Em không thích bạn đó, em từ chối như thế nào để bạn ấy, để không mất mối quan hệ bạn bè? Cảm ơn anh. Trời ơi, từ chối như thế nào khổ ghê vậy. Lắc cái đầu qua trái, xong lắc qua phải, lắc lại qua trái, lắc lại qua phải và tăng dần tốc độ lên. Em cứ nói là em rất quý cái điều đó,
nhưng mà em không có cái cảm giác muốn đây là mối quan hệ tình cảm vậy thôi. Phiên bản phát triển trong tình cảm của người phụ nữ là như thế nào vậy anh? Và nó có trong tình cảm, anh tách ra là ba yếu tố, ba cái gọi là ba cái cột trụ cho cái tạo ra cái phiên bản của người phụ nữ nha, trong cuộc sống tình cảm. Thứ nhất là sự bình an, sự thăng bằng, cái thứ hai là sự nữ tính, và thứ ba là cái giá trị của người phụ nữ đó. Thì đó là ba cái cơ bản, đương nhiên mỗi cái mở ra nó lại còn nhiều nữa. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.